không lắp camera hành trình có thể bị xử phạt đến 12 triệu đồng. Căn cứ theo nghị định 123 thì trường hợp ô tô kinh doanh vận tải hành khách hoặc là vận tải hàng hóa bằng container, xe đầu kéo mà lại không lắp camera hành trình hoặc là lắp nhưng lại không ghi, không lưu trữ thì có thể xử phạt từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với lái xe và 5 triệu đồng đến 12 triệu đồng đối với cá nhân tổ chức kinh doanh vận tải. Hãy tham gia group ngay để biết thêm về pháp luật Việt Nam.